À, kính thưa quý vị, quà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người chúng ta một món quà vô giá, đó chính là tình yêu. Và bởi vì lẽ đó cho nên Ba Quân cùng với mẹ Trầm đã có với nhau một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Và cái tên tình yêu của họ đó chính là hai cô công chúa vô cùng đáng yêu. À, bé chị hai đó chính là bé Minh Uyên và bé út chính là bé Minh Chi. Và ngày hôm nay tất cả mọi người được mời đến đây, chúng ta cùng quay quần trong buổi tiệc thân mật như thế này, đó chính là chúng ta cùng chung một niềm vui, chúc cho bé Minh Chi vừa tròn 1 tuổi, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay tất cả mọi người được mời đến đây, xin ra thay mặt cho gia đình gửi ngàn lời yêu thương đến tất cả mọi người vì đã nhìn chút thời gian quý báu của mình đến với buổi tiệc này và cũng không làm mất thời gian của tất cả mọi người nhiều hơn nữa. Giây phút này xin mời gia đình nhỏ nhưng mà hạnh phúc thì rất là to sẽ tiến về sân khấu cũng như là chính thức khai mạc buổi tiệc trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, xin mời Ba Quân cùng với mẹ Trầm, cùng cô công chúa Minh Chi và chị hai Minh Uyên sẽ tiến về sân khấu này. Xin được trân trọng kính mời. Trên sân khấu bây giờ là sự hiện diện của gia đình nhỏ nhưng mà hạnh phúc thì rất là to. Và để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của gia đình đối với toàn thể tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến với buổi tiệc sinh nhật này, thì xin mời Ba Quân đi sẽ có đôi lời cảm ơn thay mặt cho gia đình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Alo. Lời đầu tiên thì cho tôi xin đại diện gia đình gửi lời chào trân trọng nhất đến quý bà con nội ngoại, anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa đã nhín thời gian đến chung vui cùng gia đình. Thì mặc dù trời hôm nay thì thời tiết nó cũng không được tương đối là đẹp lắm, nhưng mà anh chị em cũng đã đến đông đủ, vậy cũng đến đông đủ thì cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đó. Và xin chúc quý vị quan khách ở đây dùng buổi tiệc thật là ngon miệng, vui vẻ, rồi ai cũng vui hết mình hết. Công việc ở phía sau thì ngày mai chúng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ mà thành công tốt đẹp nhất. Đây, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó chính là đôi lời phát biểu một mạch chất phát chân thành nhất của Ba Quân thay mặt cho gia đình nhỏ của mình gửi ngàn lời yêu thương tri ân đến tất cả mọi người. Và giây phút này để chia sẻ những niềm vui thì cho phép Bảo Trang xin được mời ông bà nội cùng với ông bà ngoại sẽ cùng đồng hành với gia đình nhỏ này để chính thức khai mạc buổi tiệc sinh nhật lần thứ nhất của bé Minh Chi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, xin được trân trọng kính mời ông bà nội cùng với ông bà ngoại ạ. Vừa rồi thì tất cả mọi người đã chứng kiến thấy một gia đình nhỏ, còn đây lại là gia đình lớn. Thì giây phút này xin mời ông nội đi, ông nội sẽ có đôi lời chúc đến cho cháu được không ạ? Alo. Dạ, kính thưa anh chị em, dạ, kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em trong buổi tiệc thôi nơi của cháu nội tôi, thì không có hơn gì hơn thì hôm nay là cháu Minh Chi vừa tròn 1 tuổi, thì có ông nội và bà nội có đôi lời chúc cháu một học giỏi nè, ngoan ngoãn nè, nghe lời cha, nghe lời ba mẹ, không ông nội có gì thôi. Dạ, và sau đây thì tới lượt của ông ngoại nha, sẽ có đôi lời chúc đến cho cháu gái của mình trong ngày vừa tròn 1 tuổi ạ. Trước tiên là cảm ơn anh chị em con cháu, dù trời mưa cũng đến là mừng với gia đình, mừng cái ngày hậu lâu của cháu ngoại. Bây giờ chúc cháu ngoại đó ăn no ngủ ngon, học giỏi, quan giỏi, nghe lời nghe lời là cháu ngoại. Lại năm nay
Dạ, đó chính là đôi lời chúc đến cho cô công chúa cháu gái đáng yêu từ ông ngoại cũng như là ông nội. Và giây phút này xin mời gia đình nhỏ chúng ta tiến đến bánh kem để cùng đốt nó lên và thổi nến cũng như là cầu nguyện những điều ước đến cho bé Minh Chi, những điều ước cho gia đình nhỏ và gia đình lớn của mình. Xin mời. Và sau đây xin mời ba Quân cùng với mẹ chồng sẽ khui chai rượu champagne để chính thức khai mạc buổi tiệc sinh nhật lần thứ nhất của bé Minh Chi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau đây xin mời ba Quân cùng với mẹ chồng và ông bà nội cùng với ông bà ngoại sẽ cùng nâng ly lên để cho buổi tiệc ngày hôm nay được thành công một cách tốt đẹp hơn, mỹ mãn hơn ạ. Dù ngày mai khi còn lớn lên người, nhưng với dạ tất cả quý vị khách nơi giây phút này chúng ta tạm gác lại những công việc của hiện tại, chúng ta hãy rót vào thật đầy thật tràn ly bia của mình, ly nước ngọt của mình, chúng ta hãy cùng hôn thật to thật lớn để cho buổi tiệc này được chính thức và cũng như là thành công tốt đẹp được không cả nhà mình ơi. Nào chúng ta cùng nâng ly lên, 1, 2, 3. Xin được chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và sau đây xin mời đại gia đình trở về với vòng tay yêu thương của tất cả quý vị quan khách. Xin được chân thành cảm ơn. Một buổi tiệc đông đầy đủ như thế này là âm nhạc không thể thiếu vắng. Và thể theo lời yêu cầu từ phía gia đình, ca khúc đầu tiên sẽ gửi đến cho cả nhà của mình qua phần trình bày chị hai của bé Minh Chi, đó chính là bé Minh Uyên. Con sẽ gửi đến cho cô chú anh chị ở đây bài gì con nói đi nè. Và để mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi chiều tối ngày hôm nay, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếng hát của em Minh Uyên sẽ gửi đến cho cả nhà mình ca khúc mang tựa đề Mẹ ơi có biết. Xin mời cả nhà mình cùng nghe nha. Thank you.
con có đôi mắt to, có bàn tay bé xíu, đôi môi chôm chim nhỏ, cứ gọi lớn papa. Thương ba lắm phải không? Sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Bàn tay bé xíu, đôi môi chôm chim nhỏ, cứ gọi lớn papa. Thương ba lắm phải không? Sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con có đôi mắt to, có bàn tay bé xíu, đôi môi chôm chim nhỏ, cứ gọi lớn ba ơi. Thương ba lắm phải không? Sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Cho đôi tình nhân.
trong cơn u quên rồi cơn gió từ và tôi muốn nói trên trọn đời em đẹp vì tại em mặt con đẹp con lời em yêu chưa nắng cháy sờ gió núi sâu thông sơn tăng vỡ mau nên tôi nghẹn lời nên cuộc đời tròn phần lẽ đôi. Em ơi, thời gian cằn cỗi nào được bao nhiêu, mà anh chỉ đợi có lòng này có liêu, tôi chỉ lắm đời, tôi nhớ em nhiều. Em ơi, mà không gặp gỡ, mà đừng bên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ấm ấm nói gì em đớn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Đời ai đây và tìm ai đây? Người núi tiên gào thét nỗi buồn sóng rơi. Người trái tim tung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại anh năm lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng tháng. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều quý vị, cảm ơn nhiều. Bye.
phân giờ. Lần xa lần nghe tiếng gọi tàu tìm về bên sông ga. Bà mẹ ơi, từ xưa giờ nói cha bà này như bà con ơi, hát ngay dở đâu biết nghe, đừng có chê cười hả. Hợp hân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you.